Đừng mua Dell Virtual 5630 nếu bạn không chấp nhận những cái điều này. Xin chào anh em, laptop màn hình 16 inch đang dần xâm chiếm thị trường laptop từ những mẫu đồ họa này, gaming này. Và bây giờ những mẫu laptop văn phòng cũng đang được phổ thông và phổ biến rất là nhiều. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Do nhà sản xuất họ đã quá thông minh khi mà tung ra những cái dòng sản phẩm này, hay là do người dùng họ đã thông thái hơn rất là nhiều và họ muốn trải nghiệm về những cái dòng laptop màn hình 16 inch này? Cũng có thể là do cả hai. Và hôm nay mình muốn nói đến đây là chính là chiếc Dell Virtual 5630, một chiếc laptop màn hình 16 inch được lựa chọn rất nhiều trong cái thời gian qua và cũng đang là sản phẩm cũng khá là hot. Ok, mình là Kirby, một reviewer của laptop TDC. Rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề về màn hình 16 inch luôn. Nhưng mà trước khi nói về vấn đề đó thì mình sẽ có một chút chia sẻ với các bạn như thế này. Thực ra đây là chiếc Dell Virtual 5620 được gắn con chip Intel Core i5 thế hệ thứ 13 hoặc là Core i7 thế hệ thứ 13 bản 2023 thì nó biến thành Dell Virtual 5630. Không tin thì các bạn cứ xem hết video này nhá. Mình sẽ cho các bạn thấy những cái điểm gọi là tương đồng với phiên bản 5620, gần như là không có gì thay đổi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần review tiếp theo. Trên chiếc Dell Virtual 5630 này thì nó có chiếc màn hình 16 inch với tỷ lệ 16:10. Viền màn hình khá mỏng, có nghĩa là chúng ta có một chiếc màn hình vô cùng lý tưởng về không gian sử dụng để lướt web này, xem phim, đọc báo hay là làm việc, thậm chí là chơi game giải trí cũng rất là thoải mái. Với độ phân giải là Full HD cộng tấm nền WPA và công nghệ chống chói mang lại góc nhìn vô cùng rộng rãi. Chất lượng hình ảnh thì sắc nét, rõ ràng và chân thực. Nghe thì hay đấy, nhưng những cái thông số chính xác của nó thì như thế nào? Mình đã áp dụng ngay phần mềm SpiderX để kiểm tra anh em nhé. Và sau khi áp dụng phần mềm SpiderX thì nó cho ra các cái chỉ số màu là vô cùng tệ anh em ạ. Cái điểm sRGB của nó chỉ khoảng là 61-65%. Còn về DCI-P3, NTSC cũng như là Adobe RGB thì nó chỉ ở dao động khoảng tầm 44-46%. Còn riêng về cái khoản là độ delta E sai lệch màu thì nó quá lớn, trên hẳn là 6 điểm. Như vậy là chúng ta không thể sử dụng được cho những anh em nào mà làm về Photoshop hay là render video, vì cái màu xuất ra thì nó sẽ hơi bị sai lệch là khá lớn. Và độ sáng màn hình thì nó sẽ dao động khoảng là gần 300 nit. Như vậy là chúng ta có một chiếc màn hình với tỷ lệ 16:10, màn hình 16 inch, chỉ để giải trí, chơi game và làm việc, chứ còn chúng ta không thể làm được về video và chỉnh sửa ảnh anh em nhé. Còn về thiết kế bên ngoài thì mình thấy nó không khác gì so với bản tiền nhiệm 5620 cả. Ngay từ đầu mình cũng đã nói rồi, nó gần như là bê nguyên cái bản 5620 sang, gần như là Nguyễn Y Vân. Vẫn là vỏ nhựa cứng phủ lớp sơn chống bám vân tay, bản nề Egoline với góc nghiêng thần thánh chống mỏi tay, dành cho anh em coder và IT rất là thoải mái nhé, đặc biệt là những bạn nào mà thao tác thường xuyên. Và cổng kết nối thì vẫn thế luôn anh em ạ, hơn mỗi tí là cái cổng C này giờ nó có thêm cái tia sét để anh em sử dụng, còn lại thì đâu vẫn vào đấy. Trời ơi, mình không nghĩ là họ lười thiết kế đến cái mức này luôn. Ngay cả cái bàn phím cũng vậy luôn này anh em. Những cái điểm này giữ nguyên thì mình thấy là ổn. Chỉ sợ nó chơi trội, nó dí hai quả loa lên hai bên đây rồi, nó gạt phăng cái bàn phím số đi thì là toi cơm. Trải nghiệm phím thì rất tốt, hành trình và khoảng cách phím thì đều, gõ nhẹ và êm. Kết hợp với góc nghiêng thần thánh của bàn nề thì các bạn có thể gõ liên tục được. Đối với anh em coder hoặc là kế toán hay thao tác và nhập liệu thì đây là một cái trải nghiệm rất là tốt. Về phần touchpad thì tương đối to để anh em có thể thao tác cử chỉ đa nhiệm như là 2 ngón, 3 ngón hay là 4 ngón. Mặt gì thì cũng mịn, tuy nhiên nó sẽ hơi cấn một chút nếu anh em nào mà hay ra mồ hôi tay. Nó sẽ bị rít rít kiểu khó chịu ấy, nó sẽ bị chậm lại. Và đó là toàn bộ tổng quan thiết kế bên ngoài của chiếc Dell Virtual 5630. Còn bây giờ thì nó sẽ về phần hiệu năng. Ở phiên bản này mình đang có là con chip Intel Core i5-1340P với 12 nõi 16 luồng, xung turbo tối đa là 4.6GHz, kết hợp với card đồ họa tích hợp IZXE. Rất ngon cho anh em công nghệ thông tin khi nó kết hợp với RAM 16GB. Nhưng RAM 16GB này là RAM được hàn chip trên main và không có khả năng nâng cấp nha anh em nhé. Vậy thì hiệu năng của chiếc máy này nó sẽ làm được cái gì? Nó sẽ rất là tốt cho anh em làm về công nghệ thông tin, chúng ta vẫn có thể giải trí. Và để test giải trí hoặc là làm về cái đồ họa thì mình sẽ làm thêm một video nữa. Nếu anh em có muốn xem hoặc là muốn quan tâm thì hãy xem ở phần mô tả nhé, mình sẽ ghim link ở đó. Và vừa rồi là tổng quan về chiếc Dell Virtual 5630. Anh em thấy sao về chiếc máy này? Mình sẽ tổng kết cho anh em một số ưu và nhược điểm để anh em có quyết định là xuống tiền hay không nhá. Về ưu điểm thì chúng ta có gì? Về thiết kế bên ngoài thì ổn áp, ok, thiết kế đẹp, mỏng, nhẹ. Và cái màn hình to, tỷ lệ 16 inch, 16:10, rất là ổn. Tuy nhiên là anh em sẽ phải cân nhắc lại về cái màu sắc nó khi mà muốn lựa chọn để làm Photoshop hoặc là render video. Và cái thứ hai là về hiệu năng. Hiệu năng thì mình thấy nó quá ngon rồi, quá là ngon trong cái tầm giá này rồi, để anh em có thể là giải trí rồi là chơi game hay là làm việc công nghệ thông tin coder thoải mái rồi. Tuy nhiên là cái khả năng nâng cấp của nó thì lại hơi kém. Đó là anh em sẽ phải cân nhắc về những cái đó.
Đấy, còn anh em thấy sao về chiếc Dell Watch 5630 này? Hãy để lại comment ở bên dưới và ủng hộ cho mình bằng cách nhấn like video này. Cùng với đó thì anh em hãy nhấn nút chuông thông báo cũng như là subscribe kênh của Laptop TC khi mà bên mình ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.